Netizen Trung Quốc sai lầm đến ngây thơ với phong tục tế lễ truyền thống Việt Nam, như thế nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: Nhìn phong tục truyền thống này, tự gọi Việt Nam là tiểu Trung Quốc không phải không có lý do mọi người nhỉ? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Truyền thống này thực sự tốt. Họ thậm chí còn đặt hoa vào ban ngày. Chúng ta còn không hiểu ngôn ngữ họ viết trên đó. Có lời giải thích nào cho việc này không? Hemerau Calis là hoa ở Trung Quốc hay còn gọi là hoa quên lãng, nhưng trong video rõ ràng là hoa Huệ. Các nước có cùng nền văn hóa nên hòa hợp tốt với nhau. Hy vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam có thể chung tay trong tương lai để cùng nhau ứng phó với những thách thức của thế giới. Ở Việt Nam cũng có nhiều người Hoa mà. Khổng Tử biết tiếng Việt nhỉ mọi người. Chẳng phải đây cũng giống như phương ngữ Triều Sơn ở miền Nam Phúc Kiến sao? Tôi hiểu hết rồi. Những gì họ nói là đúng. Đầu tiên họ nói lời tạm biệt, và sau đó họ cúi đầu. Tôi hiểu tất cả những gì họ nói. Tiếng Quảng Đông là phương ngữ của vùng Tây Bắc Trung Quốc. Triệu Đà đã mang nó xuống đó. Tôi rất ấn tượng. Ăn mặc kiểu này và đội mũ cũng thích. Người Việt có nhà thờ không? Vâng, cứ coi họ như một tỉnh phía Nam như Quảng Đông và Quảng Tây, cũng khá giống nhau mà. Vương quốc Nam Việt ở Trung Quốc cổ đại bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây, Phúc Kiến, Hồng Kông, Ma Cao hiện nay và một phần Việt Nam ngày nay thuộc về Trung Quốc trong thời cổ đại. Chắc hẳn họ phải có một số người xuất thân từ những gia đình giàu có. Nhà thờ của họ nhiều hơn hầu hết miền Bắc Trung Quốc, tương đương với Hồ Nam và Giang Tây, và kém hơn một chút so với Quảng Đông và Phúc Kiến. Họ có quyết định sử dụng chữ gì không? Video này là một hành động riêng tư chứ không phải chính thức. Chẳng phải chúng ta cũng sử dụng chữ Hán giản thế sao? Nếu không có những tên tuổi lớn phản đối mạnh mẽ việc cải cách ký tự, thì bây giờ chúng ta đã sử dụng chữ Latin rồi. Chữ Hán giản thể đã có từ xa xưa rồi phải không nào? Phải chăng cải cách chữ viết chỉ để xóa mù chữ sao? Tôi không nói rằng thời xưa không có chữ giản thể, ý tôi là người Việt không có tiếng nói trong việc sử dụng chữ Pháp và họ gần như chuyển sang chữ Latin khi chữ Hán được cải cách. Tổ tiên họ có còn nhận ra chữ Việt hiện nay không? Tế lễ vẫn được thực hiện bằng chữ Hán, và truyền thống sâu xa đó không thể thay đổi được. Cổng chùa Việt Nam xưa vẫn dùng chữ Hán, những cái mới xây bây giờ vẫn dùng chữ Hán, nhưng người bình thường không biết. Những người sống sót ở Tĩnh Hải vẫn còn nhớ đến Khổng Tử, nhưng đáng tiếc Khổng Tử nói rằng những lời ngươi đang dùng bây giờ thật khó hiểu. Khổng Tử cũng không hiểu được tiếng phổ thông hiện đại. Vào thời cổ đại, đó là tiếng Gia In, tương tự như tiếng Tây Tạng. Đó không phải là phương ngữ hiện tại sao? Khổng Tử có thể hiểu được chữ Hán hiện đại, bạn có nghĩ Khổng Tử có thể hiểu được chữ Việt không? Tiếng Việt của họ không thể so sánh được với họ hàng của nó, tiếng Mông và các ngôn ngữ Nam Á khác. Nó có nhiều từ vay mượn tiếng Hán và thanh điệu đơn âm, đơn giản là một sự dị giáo trong các ngôn ngữ Nam Á. Quần áo nho giáo được làm từ thời nhà Minh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự kết hợp này. Đây chỉ là đạo cụ quay phim thôi. Đây là hán phục có cổ tay với ve áo bên phải. Nỗi ám ảnh về văn hóa truyền thống Trung Hoa ở đó còn mạnh mẽ hơn. Những vở kịch cổ trang và những bài hát cổ của chúng ta siêu phổ biến ở đâu? Vẫn tuyệt vời, đây là ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Thời Tam Quốc, ông thuộc nước Ngô. Họ cũng bảo tồn hoàn toàn truyền thống ăn tiệc của chúng ta. Việt Nam cũng đã thừa hưởng một phần không thể thiếu của nền văn minh Trung Hoa. Bị đánh cắp hoàn toàn từ một thương gia, hán phục hiện đại đã được khôi phục. Huyện Giao chỉ là nơi được giải phóng khỏi sự cai trị man dợ của các triều đại Mông Cổ và nhà Thanh sau thời nhà Đường và nhà Tống. Người Đường chính thống, những người không biết gì về sự thật lịch sử và là những kẻ kiêu ngạo, chế nhạo người khác. Nhà Nguyên và nhà Thanh cũng là một phần của lịch sử của Trung Quốc, nên không thể tách rời được phải không? Tôi muốn hỏi, bây giờ các bạn có nhận ra chữ Hán trước đây không? Bạn có thể viết được không? Không đúng nhỉ, Việt Nam toàn dùng chữ Hán sao? Thay đổi lời nói và giữ phong tục. Đây là cách tốt nhất để xây dựng một quốc gia. Sự suy thoái của văn hóa nho giáo thì đúng hơn. Khổng Tử có hiểu được tiếng Việt không? Phải chăng ở Việt Nam thời đó tiếng Hán được nói và viết bằng chữ Hán, còn ngôn ngữ chính thức là tiếng Hán phải không? Trước đây, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc đều sử dụng chữ Hán để viết. Đây có phải là người Việt gốc Hoa không? Trung Quốc đã kiểm soát Việt Nam lâu hơn Vân Nam hiện nay. Sau đại thắng ở Trấn Nam Quan bị chuyển sang Pháp rồi. Tiếng Việt gần gũi với tiếng Hán cổ. Có nhiều chữ Khổng Tử không hiểu mà chỉ đọc được vài chữ thôi.
họ đã xóa bỏ chữ Hán rồi, vậy tại sao họ lại giả vờ ở đây nhỉ? Việt Nam cũng có văn hóa nho giáo sao? Họ luôn ở trong vòng văn hóa nho giáo. Toàn bộ nền văn hóa Đông Á chịu ảnh hưởng của văn hóa nho giáo. Nhưng lịch sử của họ tốt hơn nhiều các bạn biết. Ông đề cập đến Hoàng đế Gaozu của nhà Hán, Hoàng đế Hu của nhà Hán, Hoàng đế Tai Dong của nhà Đường và Thành Cát Tư Hãn. Tôi không biết họ đã được dạy điều đó ở trường hay học được từ việc xem phim cung đình. Không cần thiết phải như thế này. Gợi ý rằng mọi người trên khắp thế giới đang học tiếng Trung. Đây chẳng phải là một điều tốt mà chúng ta nên tự hào sao? Ở Việt Nam, ngoại trừ các công trình kiến trúc cổ, cung điện và một số ngôi chùa có ghi chữ Hán, mọi thứ còn lại đều được viết bằng chữ Việt theo bảng chữ cái Latin. Than ôi, trong khi người ở nước ngoài kính trọng Khổng Tử thì hầu hết người dân ở Trung Quốc lại của trách và phản đối Khổng Tử. Thời đại phát triển nhanh nhất của chúng ta chắc hẳn là nhờ Khổng Tử phải không? Khổng Tử, người mà Trung Quốc hàng ngàn năm kính trọng, hẳn đã rất nổi tiếng phải không? Khổng Tử đại diện cho nghiên cứu và đạo đức của Trung Quốc. Nho giáo có thể đại diện cho tất cả các nghiên cứu của Trung Quốc hay không? Nho giáo chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Những học giả nho giáo bề ngoài có vẻ nhân từ, chính trực và đạo đức thực ra đang làm những việc bất chính. Sự phát triển của thế giới chưa bao giờ được thúc đẩy bởi những người như Khổng Tử mà bởi những người chăm chỉ. Lòng nhân, nghĩa và đạo đức không có gì sai, nhưng nói với bạn những điều này, sau khi phân loại bạn là người thuộc tầng lớp thấp hơn là hoàn toàn vô nghĩa, bạn biết không? Tại sao trong giới văn hóa Hán, nước ta lại kém chân thực nhất, trong khi các nước nhỏ bị văn hóa xâm chiếm xung quanh lại duy trì rất tốt? Thế thì chính con người quyết định tính chính thống, chứ không phải những thứ do con người tạo ra quyết định. Đừng ghen tị với truyền thống này, hãy xem nho giáo đã làm gì với triều đại nhà Minh và nhà Thanh sau này. Suy cho cùng, trước thời Tuyên Đức của nhà Minh, Việt Nam nằm trong lãnh thổ của Trung Nguyên nên bọn họ không được quên cội nguồn của mình. Ở Trung Quốc cũng có những lễ hội liên quan nhưng hầu hết là hoạt động dân gian, và những lễ hội trong video cũng là hoạt động dân gian. Đáng tiếc là người Mãn Châu không vượt quá một phần vạn. Lòng căm thù Mãn Châu ngày càng sâu sắc. Vấn đề là Khổng Tử không viết được tiếng Latin hay tiếng Việt. Nghiên cứu truyền thống Trung Quốc của Trung Quốc đang được các nước láng giềng kế thừa. Những điều chỉ có thể được lưu truyền từ Việt Nam, hãy xem chúng ta trước thời nhà Minh như thế nào nhé. Đúng vậy, tôi đặc biệt ghét những người mặc trang phục Mãn Châu, Gigi để thờ Khổng Tử. Nền văn hóa truyền thống mà chúng ta đã đánh mất đã được kế thừa từ nước ngoài. Người Trung Quốc chúng ta nên cảm thấy xấu hổ thay vì cười nhạo người khác. Bạn cảm thấy xấu hổ là đủ rồi. Bạn không thể đại diện cho người dân Trung Quốc. Mọi thay đổi đều được quyết định sau khi cân nhắc ưu nhược điểm. Nếu miền Nam Việt Nam thống nhất thì họ vẫn dùng chữ Hán. Buồn cười thay, khi nước Nam Việt được thành lập, chữ Hán cũng bị bãi bỏ. Tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc và Việt Nam vẫn tự hào khi biết chữ Hán và viết thư pháp bằng thư pháp. Các nước trong vòng văn hóa Trung Quốc đều hùng mạnh, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Tất cả giới văn hóa Trung Quốc đều tôn thờ Khổng Tử và Mạnh Tử. Quả thực, nếu không có các cường quốc ở Đông Á thì các nước này sẽ hỗn loạn. Nếu chúng ta bỏ qua Việt Nam thì Đông Dương bây giờ đã là một nước. Nho giáo quả thực rất hiếm ở nước ngoài. Nó không còn phổ biến ở Trung Quốc. Bạn có hiểu lầm gì về vòng tròn văn hóa Trung Quốc không? Qua các bình luận từ netizen Trung Quốc về văn hóa Việt Nam, có thể rút ra một số nhận định chính về quan điểm của họ. Nhiều bình luận thể hiện sự nhìn nhận thiển cận văn hóa Việt Nam như một phần của vòng văn hóa Trung Quốc, ám chỉ Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hán. Họ cho rằng Việt Nam đã thừa hưởng các yếu tố như nho giáo, chữ Hán, phong tục truyền thống và có quan hệ lịch sử gắn bó với Trung Quốc mà phủ nhận đi cái độc đáo riêng biệt của Việt Nam. Một số người thể hiện tư tưởng dân tộc cực đoan rằng Việt Nam là một tiểu Trung Quốc hoặc từng là một phần của lãnh thổ Trung Quốc trước đây. Họ ngộ nhận rằng Việt Nam chỉ đơn thuần kế thừa văn hóa Trung Quốc và không có đóng góp riêng biệt đáng kể. Nhiều bình luận cho thấy sự hiểu biết mơ hồ hoặc sai lệch về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Họ mơ hồ đặt câu hỏi liệu người Việt Nam có sử dụng chữ Hán hay không, hay sự tồn tại của các yếu tố truyền thống như trang phục, phong tục là nhờ ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều này thể hiện rằng họ thiếu kiến thức về quá trình phát triển độc lập của văn hóa Việt Nam. Một số netizen thiếu kiến thức bày tỏ sự thất vọng vì văn hóa nho giáo không còn phổ biến ở Trung Quốc, nhưng lại có xu hướng tiếp tục tồn tại ở các nước khác như Việt Nam. Tuy nhiên, có sự mỉa mai rằng ngay cả trong vòng văn hóa Trung Quốc, Việt Nam đã duy trì một số truyền thống mà Trung Quốc đã đánh mất. Một số người thể hiện kỳ vọng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ hòa hợp và hợp tác trong tương lai vì cả hai có nền tảng văn hóa tương tự. Điều này thể hiện mong muốn từ một bộ phận netizen
về một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, dựa trên cơ sở văn hóa. Kết luận, các bình luận trên phản ánh rằng nhiều netizen Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm Trung Quốc là trung tâm của nền văn hóa Đông Á, đồng thời họ mong muốn Việt Nam và các nước khác tiếp tục duy trì văn hóa truyền thống,